Chào anh em nhé, Audio 89 lại về được một đôi loa nữa là đôi Technic A50. Loa 3 đường tiếng, cực VIP luôn. Luân ơi, ra đứng xem nó cao đến đâu cái. Anh em để ý nhá. Con loa này cao gần 1m96 phân. Ngang của loa. Ngang của loa là 44 phân. Đấy, con này rất to luôn. Mấy thước cái. Con này là loa bát 30 anh em nhé. Con này mẹ nhìn loa nó rất gấu. Anh em để ý, nhìn loa cực kỳ gấu luôn, bát 30. À, nó hai cái thụt hơi đằng trước, Technic. Đây là Technic xuất Mỹ anh em nhé, chứ không phải Technic của Nhật đâu. Technic xuất Mỹ. Qua đằng sau để anh em nhìn. Đây. Đấy. Nó là hàng US này. Đây anh em nhìn này, made in USA này. Đấy, hàng Mỹ. Con này đánh cực kỳ gấu luôn. Anh em nào mà về ghép thì tan tình làng nghĩa xóm luôn đấy. Con này chơi có độ bát cực kỳ sâu. Nó đánh thụt hơi đằng trước, nó đánh ra chất bát cực sâu. Đây, anh em nhìn con mít này, nói chung là loa rất đẹp. Như con này nói chung là quá đẹp rồi. Hàng về mới nên là anh em nào có nhu cầu